Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mấy chị em mình đi ăn bún đậu mắm tôm cả nhà ơi. Cùng đi với mình nha. Đi vô ăn bún đậu mắm tôm cả. Không kêu ba chai xì tin đi. Chả gam tôm đắt á này. Tôm đắt á, con tôm đắt mình mới hả? Trời, đi ăn. Combo hoàng gia chả ốc. Combo hoàng gia nè, cho mình 5k 2 người, bún đậu chả mực. À, đi với cháu tôi kìa, trời ơi, cháu tôi đẹp trai quá. Còn Đức nè, trời coi Đức hai nè, mày coi nè, giờ hai ngón tay lên Đức. Con chụp hình. Yến nè, trời ơi. Đó, Yến cũng hai ngón tay nè. Hả tim kìa. Ờ đúng rồi, hả tim. Giỏi quá. Đức, sao? Sao? Con làm gì sao con tự nhiên con mùi cái mùi mắm tôm sao ạ? Hả? Cái mùi sao? Cái mùi sao? Mùi mắm tôm sao con? Sao con tự nhiên con đập đầu? Thì hả trời, mùi mắm tôm đó. Được mắm không? Thích. Được ăn mắm này được không? Ý là ăn mắm không? Ăn cái này, ăn cái này. Chấm nè. Chấm mắm tôm. Đúc, đúc vô chấm cái này không? Thì chả nó hai tô chén nước mắm này này đi, không có ai ăn rồi cho mình miếng mắm tôm cho hai. Mời cả nhà cùng ăn bún đậu mắm tôm với hai chị em mình nha. Không còn cái gì hết, sạch chưa? Còn cái này. Ủa,
Giờ này hai chị em mình ăn hết sạch rồi cả nhà ơi. Video của mình cũng dài rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà.